thưa quý vị không thể phủ nhận trí tuệ nhân tạo là công cụ đắc lực hỗ trợ cho con người tuy nhiên các quy định pháp lý hiện nay dường như chưa theo kịp bước tiến thần tốc của công nghệ này tháng trước thì tỷ phú mỹ elon musk và nhóm gồm hàng nghìn chuyên gia công nghệ hàng đầu đã ký lá thư gửi liên hợp quốc cảnh báo về nguy cơ ai phát triển không kiểm soát hoặc là chí ít gây ra những tranh chấp không đáng có câu chuyện sau đây chỉ là một minh chứng nhỏ cho vấn đề không hề nhỏ này Chris Castanvo là một nghệ sĩ ở New York, Mỹ. Cô là tác giả của cuốn truyện tranh dày 18 trang có tên là Zaraya of the Dawn". Tháng 9 năm ngoái, cô nộp đơn lên văn phòng bản quyền tác giả Mỹ xin cấp bản quyền tác giả cho tác phẩm này. Năm tháng sau, cơ quan chức năng chỉ cấp bản quyền tác giả với phần cốt truyện do Castanova sáng tác và từ chối cấp bản quyền hình ảnh của truyện tranh này. Đây không phải là sản phẩm sáng tạo của con người và không nhận được sự bảo vệ từ chính phủ Mỹ về quyền, chứng nhận đăng ký hoặc các khoản mức thanh toán cho tác giả. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ không cho phép đăng ký bản quyền đối với nội dung được tạo ra bởi những hệ thống AI như Midjourney hoặc công cụ AI tương tự. Castanova đã sáng tác hình ảnh cho tác phẩm của mình với sự hỗ trợ của hệ thống trí tuệ nhân tạo Midjourney tôi không thất vọng về quyết định của văn phòng bản quyền công nghệ này còn rất mới mẻ nhiều vấn đề pháp lý vẫn còn chưa rõ ràng cho dù có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo nhưng cũng có rất nhiều sự sáng tạo của tôi trong đó dù muốn hay không thì cuộc cách mạng này cũng sẽ xảy ra tôi sẽ vẫn sáng tác các tác phẩm của mình theo cách này mong muốn của castanova cũng như của nhiều nghệ sĩ khác bây giờ là một câu trả lời rõ ràng cho vấn đề ai là người được quyền sở hữu hình ảnh hay tác phẩm nghệ thuật được tạo ra với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo là nghệ sĩ là nhà thiết kế chương trình máy tính hay không là ai cả liên quan đến câu trả lời này là hàng tỷ đô la các công cụ trí tuệ nhân tạo ngày càng trở nên phổ biến cộng đồng nghệ thuật đã có nhiều phản ứng mạnh mẽ nhiều người lo ngại về những mặt trái như vi phạm bản quyền và ảnh hưởng tới sinh kế của tác giả gốc Legal experts say billions of dollars could hinge on the answer. Tôi bắt đầu thấy AI lấn sân sang lĩnh vực của mình. Tôi đã nghe nhiều thông tin từ các nghệ sĩ trên khắp thế giới rằng họ đã mất tiền hoa hồng vì trí tuệ nhân tạo. Tôi ngạc nhiên vì vẫn chưa có những quy định pháp lý đối với các phương tiện sản xuất nội dung bằng AI. Carla Ortiz là một trong nhóm nghệ sĩ tại San Francisco, Mỹ đang kiện công ty Stability AI vì đã vi phạm bản quyền của hàng triệu nghệ sĩ thông qua việc đào tạo công cụ trí tuệ nhân tạo của họ sử dụng 5 tỷ hình ảnh được lấy từ web khi chưa được sự đồng ý của các nghệ sĩ gốc. Mới đây, hiệp hội thương mại Mỹ kêu gọi các nhà hoạch định chính sách phải nhanh chóng thiết lập một khuôn khổ pháp lý nhằm bảo đảm rằng trí tuệ nhân tạo được triển khai một cách có thể kiểm soát, có trách nhiệm và có đạo đức. Thưa quý vị, Nhật Bản vừa công bố sách xanh ngoại giao năm 2023, trong đó lần đầu tiên cam kết tăng cường hợp tác với các quốc gia thuộc Nam Bán Cầu, một thuật ngữ chỉ chung các quốc gia đang phát triển ở các khu vực như châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Sách xanh ngoại giao của Nhật Bản cảnh báo những căng thẳng ngoại giao và đối đầu trên toàn thế giới có thể leo thang. Trong quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản cũng thể hiện lập trường cứng rắn hơn trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên biển ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về Hàn Quốc, sách xanh nhấn mạnh quốc gia này là nước láng giềng quan trọng với Nhật Bản. Sự thay đổi này phản ánh những động thái tích cực gần đây của hai nước hướng tới việc hàn gắn dạn nứt trong quan hệ song phương. Khoảng 40% cơ sở hạ tầng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bị tê liệt sau cuộc tấn công của nhóm tin tặc có tên là Killnet. Trong số các đơn vị bị tấn công có Bộ Tư lệnh Phát triển Chiến tranh, Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm của NATO và các trung tâm huấn luyện không gian mạng tin tặc tấn công các trang web liên quan đến các đơn hàng quốc phòng, hoạt động đảm bảo và hỗ trợ cho liên minh cũng như các tài nguyên khác cần thiết cho hoạt động bình thường của NATO. Các chuyên gia đánh giá quy mô của cuộc tấn công này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống an ninh của khối. Tổ chức này đang nỗ lực khôi phục hoạt động của các cơ sở bị tấn công và xác định những đối tượng liên quan. Trong một cuộc họp mở màn cho tuần lễ hội nghị thường niên mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng thế giới World Bank, tổng giám đốc IMF cho biết là 44 quốc gia đã quan tâm đến quỹ tín thác khả năng chống chịu và bền vững nhằm hỗ trợ các nước nghèo tăng cường khả năng chống biến đổi khí hậu. Quỹ này thì được lập ra cách đây một năm nhằm hỗ trợ tài chính và thúc đẩy các biện pháp kinh tế bền vững cho các nước đang phát triển. Nhu cầu đối với chương trình hiện rất lớn, cho thấy sự cần thiết của hợp tác toàn cầu trong việc triển khai hàng nghìn tỷ đô la Mỹ đầu tư nhằm đưa thế giới vào lộ trình trung hòa khí thải. Các nước như là Rwanda, Barbados, Costa Rica, Bangladesh hay là Jamaica đã đạt các thỏa thuận về chương trình cho vay trị giá 40 tỷ từ chương trình này. thưa quý vị Alibaba Cloud, công ty điện toán đám mây thuộc Alibaba vừa công bố sẽ tung ra sản phẩm cạnh tranh với ChatGPT và thông tin chi tiết sẽ có trong phần tin vấn quốc tế ngay sau đây. Alibaba Cloud, công ty điện toán đám mây thuộc Alibaba vừa công bố sẽ tung ra sản phẩm cạnh tranh với ChatGPT mang tên Tom G. Quan Alibaba cho biết khách hàng có quyền truy cập vào tông ghi quan quen trên dịch vụ đám mây và có thể tự xây dựng các công cụ tùy biến theo nhu cầu. Sản phẩm có khả năng sử dụng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh và ban đầu sẽ triển khai trên DingTalk, một phần mềm trao đổi tại nơi làm việc, và Timogeny, đơn vị cung cấp thiết bị gia dụng. Ngày sau thông tin này được đưa ra, cổ phiếu Alibaba niêm yết tại Hồng Kông, Trung Quốc đã tăng 3,12%, cổ phiếu của đối thủ Baidu đã giảm hơn 4%. Nghiên cứu toàn cầu về giá trị các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới cho biết, Nga hiện đứng đầu thế giới về giá trị trữ lượng tài nguyên thiên nhiên, ước tính khoảng 75.000 tỷ đô la Mỹ. Xếp thứ hai là Mỹ với nguồn tài nguyên thiên nhiên trị giá 45.000 tỷ đô la Mỹ. Tiếp sau là Ả Rập Xê Út, Canada, Iran. Nghiên cứu trên được thực hiện theo từng quốc gia và bao gồm việc đánh giá các nguồn tài nguyên như dầu mỏ, khí đốt, than đá, gỗ, khoáng sản và các tài nguyên thiên nhiên khác. Cũng theo nghiên cứu, hơn một nửa nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới nằm ở 10 quốc gia có giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn nhất. Các nước này nắm giữ hơn 90% tổng giá trị tài nguyên của thế giới. Chính phủ Mỹ quyết định chi hơn 5 tỷ đô la Mỹ cho dự án đẩy nhanh quá trình phát triển vaccine và phương pháp điều trị COVID-19. Dự án có tên là NextGen với mục đích tạo ra các kháng thể đơn dòng có khả năng bảo vệ trước các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, dự án cũng tìm cách tăng tốc độ phát triển của các loại vaccine đường mũi với hy vọng có thể làm giảm đáng kể tốc độ lây nhiễm. Khoản chi trên được đưa ra trong bối cảnh các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang gia tăng và việc mất khả năng miễn dịch theo thời gian có thể tiếp tục thách thức hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ trong những năm tới. Thưa quý vị, trong một tháng qua thì gần 3,3 triệu ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận trên toàn thế giới, trong đó có 23.849 ca tử vong. Tổ chức y tế thế giới cảnh báo làn sóng dịch Covid-19 mới đang xuất hiện trở lại ở một số quốc gia. Trong đó thì các nước tại khu vực Nam Á như là Ấn Độ thì cho thấy là xu hướng lan nhanh, có thể lan tới Đông Nam Á và cả Tây Á. Ấn Độ đang ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trong những ngày gần đây khi số ca nhiễm mới tăng trên 6.000 ca mỗi ngày, tỷ lệ dương tính trên tổng số xét nghiệm là gần 6%. Trước tình trạng này, các bệnh viện trên khắp Ấn Độ đang tiến hành diễn tập tăng cường khả năng ứng phó với dịch COVID-19 từ việc tiếp nhận, điều trị đến quản lý bệnh nhân. Chúng tôi đang thực hiện một cuộc diễn tập giả định quy mô lớn để đánh giá nguồn cung cấp oxy của bệnh viện, đánh giá khả năng xử lý bệnh nhân, số giường, số máy thở và sự chuẩn bị của toàn bộ nhân viên bệnh viện. Theo các chuyên gia, thủ phạm chính của đợt bùng phát dịch lần này tại Ấn Độ đến từ một biến thể phụ của Omicron với tên gọi là Arcturus. Đáng lưu ý, Arcturus đang gây ra cho những người bệnh một số triệu chứng chưa từng thấy như tình trạng viêm ngứa kết mạc hay triệu chứng mắt bị dính. Bên cạnh đó, sự thay đổi của thời tiết cũng khiến số ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Ấn Độ đang trải qua giai đoạn thay đổi thời tiết trong năm. Đây là một trong những nguyên nhân khiến các ca cá mắc COVID-19, cúm và các bệnh đường hô hấp khác gia tăng. Ấn Độ cần chương trình giám sát dịch bệnh tốt, đặc biệt trong bối cảnh các biến thể mới đang xuất hiện. Người dân nên chủ động tiêm phòng COVID-19 để giảm khả năng mắc bệnh và ngăn chặn sự lây lan của virus. Không chỉ Ấn Độ, xu hướng gia tăng các ca mắc COVID-19 cũng xuất hiện tại các quốc gia khác. Trên bản đồ phân chia mức độ dịch bệnh theo màu sắc, các nước như Bangladesh, Nepal, Pakistan, Iran hiển thị màu đỏ, tức là cảnh báo cao nhất. Trong khi đó, Indonesia, Philippines, Myanmar hiển thị màu cam. Điều này cho thấy các khu vực Nam Á và Đông Nam Á có nguy cơ bùng phát dịch mới. Hiện giới chức y tế các nước khuyến cáo cần chuẩn bị ứng phó với những làn sóng mới của dịch COVID-19. Các chuyên gia nhận định tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 vẫn là biện pháp tối ưu ở thời điểm hiện tại để người dân tránh mắc và lây lan bệnh.